Hello. 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 Đây là các hot girl 65 nè các bạn. Chào quý chị và các bạn. Hiện tại là bọn mình đang ở khu Ngân Thuận, thành phố Cần Thơ. Đây là một cái khu dân cư mới các bạn. Và mỗi năm thì ở đây có trồng một cái cánh đồng hoa sơ nhái rất đẹp luôn. Ok, mời quý anh chị và các bạn cùng tham quan với bọn mình nha. Đây nè quý anh chị và các bạn. Giờ mình sẽ quay xung quanh cái công viên ở khu Ngân Thuận cho mọi người tham quan sơ nha. Đó, bên phía bên đó là có một cái dãy công viên và có những cái nơi có những cái đồ tập thể hình đó. Đó, cho bà con tập thể dục bên đó. Và bên đây nữa nè, trước mặt các bạn đó là trung tâm của công viên ha. Và bên đây là một cái công viên mà có một cái sân rộng như là quảng trường luôn. Đó, bạn thấy ở khu này rộng không? Đây là một cái khu dân cư mới mà người dân Cần Thơ ở đây thì cũng còn ít lắm. Đó, và trước mặt mình á, bây giờ nè, trước mặt mình là một cái cánh đồng hoa sơ nhái. Và mỗi năm ở đây đều trồng nên một cái cánh đồng hoa sơ nhái để cho bà con tham quan chụp ảnh. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi qua cánh đồng nha. À, hiện tại là 5 giờ. Mình thấy hôm nay trời 5 giờ mà vẫn còn nắng nha. À, đó, năm nay thì có một cái đặc điểm khác hơn so với mọi năm, đó là có một cái trạm chờ tình yêu. Đây, một địa điểm để cho mọi người có thể check in. Hả? Trạm chờ tình yêu, đứng ở đây thì người yêu sẽ tới. Đây nè, bà con đi khá là đông nè. À, đậu xe bên đó đó rất là nhiều. Hầu như ai đến đây đều sẽ chụp hình với cái trạm chờ này hết. À, bạn này biết tạo dáng quá hả mày ha. Đây bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cánh đồng hoa nha. Khác với năm rồi thì năm nay sẽ có lót đường đi nhưng mà không có rào chắn. Có thể là do là ý thức của những cái người tham quan đó, nó đã cao hơn so với năm rồi. Họ sẽ không đi lấn vào hoa. Chúng ta bắt đầu đi từ phía bên tay trái trước nha. Đường này khá rộng. Ở đây thì đông quá, lấy đầu chụp để cho chị sống đi. Đứng đây nè. Cánh đồng hoa này quá rộng. Và sơ nhái ở đây có nhiều màu lắm. À, thâm thẳm luôn. Có cái lọc đèn nữa chị. Có cái đờn với cái đồng làng đó nha. À, cái đàn vino đó. Bên khu đó có một cái tiểu cảnh để chụp hình đó. Đây. Ăn lát thì chúng ta sẽ đi qua bên đó nha. Xa quá. À, cánh đồng hoa này trồng nên cho bà con đi tham quan miễn phí rồi quý anh chị các bạn. Mỗi năm đều vậy luôn. Hình như là một năm là có 2 đợt hoa sơ nhái như thế này. Mà mình thấy là cho tham quan miễn phí nhưng mà trồng rồi chăm sóc có tâm như lắm. Mình không biết ai là người nghĩ ra cái ý tưởng này và bỏ công ra trồng, nhưng mà mình thấy rất là có tâm. Sơ nhái ở đây thì có rất nhiều là nhiều màu. Tím hoa cà nè, bên đây tím trắng, màu đỏ, bột đô, đẹp lắm.
quý anh chị các bạn nào mà biết được cái cánh đồng này thì cứ lại, mình thấy có những cái nụ nè, cái nụ như thế này thì có thể là duy trì được khoảng một tuần lễ sau luôn á. Có những cái nụ lớn lẫn nụ nhỏ luôn, thời gian này đi là bông sao nhái vẫn còn và nở rộ. Đây mình đang đi gần đến cái đoạn có một cái tiểu cảnh để chụp hình. Đây các bạn, đây cái tiểu cảnh đây. Có một cái bàn piano. Mấy bạn chụp hình đeo khẩu trang sao thấy đẹp. Hello. 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 Đây, cái bàn này đẹp quá. Đây nè, đây là cái hot girl 65 nè các bạn. Đây mình đang coi các bạn tạo dáng. Tới Trang rồi. 65 Cần Thơ bao thân thiện luôn nha. Cái đèn lồng này thì anh thấy có logo của Kỳ Tật đó. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đi theo lối này nha. Và vô đây thấy không khí tươi mát, thoải mái. Ở xa xa mình thấy có một cái trạm chờ nữa. Bây giờ mình lại bên đó xem coi trạm chờ đó là cái gì. Vô đây cái thấy đường nó rất. Cái không khí á nha. Không khí rất là mát. Đi ra lối này luôn. Đây cái con đường này nó hẹp hơn nè, cho nên là thấy rất là đẹp. Bên đó mình thấy có bạn nữ xinh quá các bạn. Để view cho mọi người xem nha. Các bạn thấy con gái người ta đẹp không? Đây là trạm chờ mà không biết trạm chờ gì đây. Cũng là một cái tiểu cảnh để chụp hình khá là đẹp. Tiếp tục thì chúng ta đi lối này nha. Cho hai bạn này qua. Đây các bạn, phía trước rồi có hai hot girl nữa. Nhờ cái cánh đồng hoa sao nhái này mà cuối tuần thì mỗi gia đình đều có một cái niềm vui, vừa đi dã ngoại
Cứ có thể đi tập thể dục vòng vòng cánh đồng hoa sơ nhái, rồi lưu lại những cái bức ảnh. Thời gian cũng dần chiều rồi, mình xin kết thúc video này tại đây nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau. Mi, bye bye.